Thưa đây con phụ ở khnì ta phụ ở khnì sắp tập bài đại tế ngày nay nè kêu nâng lực cho bài riêng tìm bằng pí ca chia chẹt đại nè kêu nâng lực cho thuật tập hiệp ẩm nán chi vật cứ dịch ca to số một bằng hai con phụ ở khnì hai nè con ông bài riêng đi phòng đá cứ cái trong ở dương được ở khnì sko bằng pí đầm lại nơi chi vật thì bị xét cứ che to số nè con ông chi vật chắc dương cho tập đó làm sao bài riêng tập ở khnì có đi ẩm nán thực ra chấm nòng chừng ta ca to su cứ chia vậy chấm ca to su cứ chỉ ca khất khom bằng trái ắt một u sa chia chiếm nằm bay sinh đặt bầm nò vậy mùi đối chứ chỉ vật cứ chỉ ca to su nơi tha chỉ vật cứ chỉ ca khất khom bằng trái ắt một u sa chia chiếm nằm bay sinh đặt bầm nò vậy mùi à đại lái ta vẫn ôn tập ở kia thua to su nó không cách cả nghe được có bài hát vậy môi nó không chịu phép luôn nơi bởi trăm thằng ngày đại đại tế chỉ cần bắt nè chỉ vật bắt mà nuôi dương mẹ mình đấy đầm bay xâm rạch bán chụp chơi được bán cứ là sai từ lời ca to su hỏi ca to su thì sao cứ trơ to su thằng play cái nâng play chật đau dương mình trơ cho tránh chỉ mỗi nâng bắt sát rư có bài hát xếm xếm để mô kia đang chụp một dương mạng tề dạng tiệt chấm phù bánh hà đại cát miền chấm phù một dương dương chất tốt thao vì chỉ mê riêng rư co chỉ bắt vì sao xâm nạp dương từ ngày cao ấy đậm bay ỏi dương căn tay rừng móm nâng căn tay viên sẽ cầm một hiệp khăn khá làng và bật ná sẽ chạp hiệp nơi chỉ vớt căn nào vây được bao dương căn tay tráng nút bánh há có miên căn tay tráng dùng bùi dương phong đài đối chân này dương mẹ mẹ tên thơ dòng mạch cứ dương trơ tay chết rồi thì đọc sai nửa bánh há tầng lục cứ dương mình trơ kịch về dùng bùi bánh há tầng lục tề hồi bốt cứ dương trơ tay to xu nửa không chịu vật này anh bệnh này hỏi đai mê riêng được bao dương nửa không thay nít cứ bản lực đoàn thế chỉ vật cứ dịch ca to to xu bản top bây giờ vô lịch làm sao tuần này được bao chấm đầu chương đội một hói dương nâng châu tự đo sắc xa rụp hiệp chân được không rụp hiệp đấy dương khơi miên sợi dây chấm nạt mình nè cầm bông tài bao xem mai bình lại nâng miên bờ ra mình nè cầm bông sợi tự bình lại đi bằng hai nhà khơi nhằm pi cà to su được bao cua xa cả có muối đài khát khom trong prime đầm bay nè cốt nâng cầm cua xa được bao cốt bao cốt tự đòi hiệp thay thân đầu chuyện này mình top một tiết dương sắc xa từ lời bị cần lử nơi không ăn tập bọt ẩm nà đọc bài dương rùm miền để chía chốn miền tập hôm này vọt miền này thá chốn rư mình nụ đài với trở lọc một căn sắc cùng nạt vình ca rạch thàn cần lại thua cá đi này càng nghề chi vật hiệp miền này thá hiệp này ca rùn nữ ca trình châm chi vật à rắm cương tàu, cương chúa, cương tiền, rứ tệ tiền, cương tàu là bọt chất cùng nịt. Phó tàng, là bọt chia tức tán, chia cương xứng quá, chia đầm nàng. Trô lục trô lùn, đặc biệt chỉ còn là niếm, đài sách, đài thoát sách, tuấn, đài mơ khơi, bạp nán hối, tuấn là lồn. Chứ mình tốt bây giờ sức xa từ lời bị cần được đài miên này không ạ, tạo bọt đầm nàng được hối. Dương cho tự đo khlâm xa này ạ tập bọt âm nàn chân khlâm xa này ạ tập bọt âm nàn ấy cứ nè cụ độ sông trên pi sư phơ bông phía sạc không ai thật đi mà bốn tầm quam rồi học sập bằng pi đó học sập bằng bay đây nó không khlâm xa tập bọt âm nàn cứ kê ban lơ gọng pi sầm đây rồi bỏ sạch đây mình nhé đây quát cứ chi sạch đây mềm mái mình còn trăm nè rồi nơi gầm pri ở bộc bần to pi có hoạt vơ mê tập hôn nửa hoạt vơ một rồi nơi sọc âm nàn vĩnh cứ xa mây được bọc quạt bàn đưa chặn lộ từ hồi hồi bàn được sở tục nữ ở côn trăm nẹ tôi để chịu bình tục được bọc quạt thay mình để anh rơi dành chầm bậy bạch đã xa tại mơ khơi nơi phiếp lòng bà về tình lý được bọc bông sấy đi ra thầy bà ba có đôi chìa nẹ được ngọm khẹt bàn chui ốp thấm đau bắt đọt đây mùi cần lấy bọc cọp đạo chi chiệt tại đó bóng sầy bắn tay đây tiếng nút cứ bộ bên tại đó pray nâng smart bóng tập trơ bị chân này bóng sầy nâng con cầm sát ở bóng cót cứ trơ nôm phía cặp chia riêng nằm bay đam tầm nằm tiếng nút đòi xa tay con được bóng cót nâng tô bị chân này bắn tốc của căn tầm biên trơn ca lập bạc căn tầm khăn lá
bố sấy cô đặt chất ao con sấy pin nhẹ đã bỏ quát từ luôn nơi chùm mũi bọn ôn đã bỏ quát nơi ai đi thiên đi phồng phình còn tay dừng nào còn đói bông sấy cứ quát nơi ta khát khao trong tay thưa ca đam bay quật cũng chịu phía phù sa đã bỏ quát đòi quát tục con tội ở nơi té hai quát trời từ thưa cá nơi pe từ lập một quán cứ quát trời đam bay thưa một hộp ở con được bỏ quát từ tu tiên bằng đài hai chỉ bị xe thay na để quát không mình có tiết cứ quát ban từ quát đồng lâu có bay té dụng một sinh ngạc hộp chung được bay cùng miền đài cái lấy là có từ thưa cá cứ nư ai cả than trong ngày bà hai trăm kỳ lộ mà bị tế hạ bọc của vật đối chứ có từ gặp bị bà rầm từ thưa cá làm bấy bà nhập một mình nó phải đã có vật từ thưa cá hồi có đói có vật rộng là bọc của vật nơi tàn nực từ đó con tôi để nơi tế bùa khai bà rầm khai con lộn tất rưu có đá vùng về chị đàm đi hao cứ chưa tức chất mặt đáy đàm biên chụp con có tay tay nữ chế bác quân anh tha tôi chỉ hỏi rằng ná có quát mình đáng sông tiên kê đai quát sức chất ra cầm lăng đậm bây chân châm cồn và hồi chị ca bật nè nếu bây đẹp có quát tà lọc màu bình vừa ca quán cư quát tay tay chất liệt đam đầm nam xem xe nơi các bài chung mình tẹt bỏ quát nâng hồi đầm năm đã bỏ quát co ban lụt lo ban chẳng lõ ní bằng hai nhầm pi phiếp ẩm nọt chia diêm đã bỏ quát đại khát khom to su mơ thai đầm năm chẳng ở nú đau mình khai tìm phiếp nơi hòn ri ai con đã bỏ quát cái đấy tụ bay chỉ cô nè gây cro làm bà có đói bắn tay bộ game nơi tài miền sẽ chiêm được từ lớn nâng miền sẽ có thêm đồ của ai sẽ lành tam là dạ sẽ cam một phía bộ bộ bóng sấy dương ai khơi thao cứ chia sẽ cam một phía cùng rù muối đại chiếc bắt vì sao là ó đại dương cua tài duyên sâu so tam háo dương mình trừ bình đại mình đào khuôn dương tại tam dạ thạc tấm lưu lời hồi thì nét dương trừ tại prăng ai có lạc hiệp tập bùa anh hà đại khuôn dương miến cứ đâm bay oi nè cốt nâng của đôi chì cô xa đã bỏ dưỡng miên phiếp rung rưỡng nâng ruôn nơi thay thơ nô nâng sức cùng bần tố bì dương tự ạc ní bàn sko qua nơi khlâm xa đã bỏ tạp bọt hói chân nè cô cho tự đo xâm nửa tí mùi cho sra cầm lật xâm khăn đã bỏ tạp bọt ta cầm lật xâm khăn đã bỏ tạp bọt cái này dây bìa vầy châm lòi cầm lật xâm khăn đã bỏ tạp bọt cứ chí vất cứ chì cá to xù tí bì ta miên tức tang ở quấy bệnh chạy thà bông sấy chi mà nụ to su nụ khăn chi vật à được chía có trên trăm con chùm nụn pram chỉ cả bật nà tu bay chia pha mây được bỏ qua trở bàn lia chạy lộ chào quạt cái đấy hao bật sao tục nụ con chùm nụn pram nụ khăn bật tục được bỏ qua cái đấy cứ quạt đa tu chi ở bọc phóng nâng chi mà đại phong nằm bay trên trăm con từng nụ bàn tay quạt bẩm đai nơi hoa rưu cô rô u được tóm rưu cô cho chanh chùm bùa ta trên trăm con bằng pram được bỏ qua lời quạt ác thì thua ca lực đấy đầm bay đôi ông có đầy miên chùm ngày pram kỳ lồ mày thì bật tay là bỏ qua tôi bây chỉ quạt làm bạn nhưng ná của quạt ai đâu cả hai mà phật cũng con cô nó bỏ quạt ở miền sát rồi lúc rồi lần thôi nè từ chứng quạt tôi chỉ quạt làm bạn nhưng ná cô quạt nơi tập chơi gym đâu cả hai mà phật cũng con cô nó bỏ quạt thì muốn làm làm nữa mình ơi khóa một khóa cao được có khóa khác nữa tê cứ quạt khất khăm chơi gym sport bike cơ bắp dáng làm bây ở cô nó bỏ quạt tựa ban nơi hai cục quán chỉ bị xét cứ miễn sự cập hiệp đó đối thức mày được tời đây quát ban đi dạy thề tua chưa dừng ná có quát mình đã xong tiền quầy đây và clean đi cứ bật chỉ là o mình tên cứ việc bằng hai nhầm pi chăn tẹt nâng mình để sơ ca đọc bỏ bóng sấy đại chi mặt đăng ấy cứ thôi dừng ná đầm bay ao khu xa đọc bỏ quát ai mình to đầm nào từ một tiết đói quát sốc chất su trong lầm bá chẳng ná có mình đã xông tin đã được tay phòng đài chẳng ở đây hơi cư chì tật táng đài mình chạy tha bố sấy cư chì một lúc đài tô su dạng khăn khá nâng không chì vượt được bỏ còn tiếp bầy
ហើយអត្តបទខាងលើមានតម្លៃអប់រំដូចមួយដូចខ្លះគឺមនុស្សមានតែមានជើងត្រូវតែតស៊ូមិនត្រូវដើរទៅសុំទានគេទេពីការពិតណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺនរណាណាក៏ចង់បានវាដូចគ្នាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះ បាទទាំងអស់នោះគឺការចេញដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពុំមែនកើតឡើងដោយស្រួលស្រួលប្រមាណធ្វើអ្វីនោះទេដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់មានដៃមានជើងដូចគេទូទៅដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះតស៊ូក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនពុំត្រូវចាំតែលើកដៃសុំគេងាយងាយស្រួលស្រួលនោះទេព្រោះវាជាទង្វើមួយដែលមិនល្អ នឹងជាទៅមួយដែលគេបំពេញឲ្យតម្លៃក្នុងនាមជាម្ដាយត្រូវចេះផ្គត់ផ្គង់ថែរក្សាហើយនឹងអប់រំកូនៗនេះថាម្ដាយគ្រប់រូបមិនមែនបង្កើតកូនមកគឺដើម្បីតែបង្កើតកូនឲ្យមានជីវិតទេទន្ទឹមនឹងនោះគឺត្រូវផ្គត់ផ្គង់ថែរក្សាកូននិងអប់រំកូនឲ្យក្លាយជាកូនដែលមានស្រធម៌ល្អនិងដើរទៅតាមគន្លងធម៌ផងដែរ អប់រំមនុស្សមិនឲ្យរើសអើងការងារជាការពិតណាស់ជាក់ស្ដែងដូចជាបងស្រីនៅក្នុងអត្តបទអំណានអំបញ្ញមិញធ្វើត្បិតតែគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយក្តីមានកម្លាំងទន់ជ្រាយក្តីប៉ុន្តែបងស្រីធ្វើការងារក្នុងការដ្ឋានដោយរែកដីលីសែងមិនចាញ់បុរសនោះទេដូច្នេះបង្ហាញថាបងស្រីជាមនុស្សដែរមិនរើសអើងការងារចាដូច្នេះស្របមកវិញតម្លៃអប់រំនៅក្នុងអត្តបទគឺមានប៉ុណ្ណឹង ចាអញ្ចឹងនៅរៀនរបស់អ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់តាមតែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីតម្លៃនៃជីវិតជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះតស៊ូមិនថាតស៊ូក្នុងការសិក្សាក្តីឬក៏តស៊ូក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតក្តីចាសំខាន់យើងមិនត្រូវចុះចាញ់ជាមួយនឹងឧបការឧបសគ្គឬក៏បញ្ហានានាចាអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ